Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh góc bếp nhỏ xíu của mình nha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ không chia sẻ về nấu ăn đâu, mà mình sẽ chia sẻ về những ổ bánh mì phát cho những học sinh của vùng quê của trường mình đó các bạn. Đó là những cái ổ bánh mì xin tình nguyện giúp cho các em có những cái bữa sáng hoặc là ngon lành, no bụng. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình đến với những hình ảnh mà các em nhận những ổ bánh mì thật là đẹp nha. Thì phát bánh mì này á, thì đây là cái mô hình của xã nhà thì rất là hữu ích, phát quà bánh mì cho những cái em học sinh ở vùng khó khăn như ở trường học của mình. Thì rất là cảm ơn xã đoàn cũng như các mạnh thường quân đã hỗ trợ những ổ bánh mì cho học sinh trường mình. Thì qua đây thì mình cũng mong kêu gọi những mạnh thường quân có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ cho các em trường mình. Thì hãy đến với trường mình nhé.